Xin chào các bạn. Các bạn khỏe không? Tối qua các bạn ngủ có ngon không? Lại là Kim Ngân đây. Và ngày hôm nay Kim Ngân sẽ mang đến cho các bạn một quyển sách khá là đặc biệt. Đặc biệt thứ nhất là chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ trong một buổi sáng mưa bão của Sài Gòn. Và điều đặc biệt thứ hai là quyển sách này nói về một chủ đề khá là tâm linh. Đó là cuộc sống bên kia cửa tử, về đời sống sau khi mà chúng ta mất đi. Có bao giờ các bạn tự hỏi là sau khi chết thì con người sẽ đi về đâu? Hiện nay chúng ta đã có những phát minh, đã có những cái tìm hiểu khá là vĩ đại, khá là phi thường rồi. Tuy nhiên là chúng ta vẫn chưa khám phá được hết thế giới bên kia. Mà một khi chúng ta chưa hiểu cái gì chúng ta không biết thì chúng ta sẽ sợ. Một khi chúng ta chưa biết thế giới bên kia như thế nào thì chúng ta sẽ còn có những lo lắng, bất an. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với quyển sách có tựa đề là Trở về từ cõi sáng, được tổng hợp từ tác giả, được tổng hợp bởi tác giả Nguyên Phong, là dịch giả của một số quyển sách rất là nổi tiếng như là Hành trình về phương Đông, Ngọc sáng trong hoa sen, Minh triết trong đời sống, Trở về từ xứ tuyết, Hoa trôi trên sóng nước, hay là Đường mây qua xứ tuyết. Ở trong này có tổng hợp những quyển sách như là Bên kia cửa tử nè, Trở về từ cõi sáng, Những người chết sống lại, Áp lực vật chất đối với những người vừa từ trần. Và trong thời lượng của buổi chia sẻ sáng nay, chúng ta sẽ tìm hiểu quyển đầu tiên, đó là Bên kia cửa tử. Quyển sách này được chia sẻ bởi những người đã gọi là đã bước sang thế giới bên kia rồi, nhưng mà may mắn được quay trở về. Liệu có sự sống sau khi chết? Hy vọng là sau khi tìm hiểu quyển sách này rồi thì chúng ta sẽ bớt sợ chết. Và Kim Ngân hy vọng là đối với những ai đang có những sự đau khổ khi mất mát người thân thì chúng ta cũng sẽ được an ủi phần nào. Xin chào các bạn, cảm ơn Bùi Kim Ngân. Bạn thân mến, tử thần vừa cướp mất của bạn một người mà bạn yêu quý nhất trên đời. Đối với bạn, giờ đây, đời sống bỗng trở nên trống rỗng, vô vị và có lẽ không còn lý do gì để sống nữa. Cuộc đời từ nay chỉ còn là những chuỗi ngày dài đằng đẵng, đầy tẻ nhạt, chán chường. Hạnh phúc đã mất sẽ không bao giờ trở lại. Những cử chỉ âu yếm, những câu nói yêu đương dường như đã chìm lặng trong màn sương ngăn cách hai thế giới. Có lẽ bạn đang nghĩ về bạn mình, về sự mất mát không thể phản hồi vừa xảy ra. Nhưng có thể bạn còn đang nghĩ không biết người bạn thương yêu đang lâm vào tình trạng nào. Tuy bạn biết người đó đã đi xa rồi, đi mất thật rồi, nhưng bạn không biết là đi đâu, số phận người đó như thế nào. Bạn cầu mong người đó sẽ gặp được những sự bình an tốt đẹp, nhưng rồi lại thấy vẫn còn một cái gì không ổn, vì không ai có thể giải thích cho bạn một cách thỏa đáng về ý nghĩa của đời sống cũng như cái chết. Giáp mặt với sự kiện này, bạn đâm ra hoảng hốt và đời sống đối với bạn bỗng trở nên một gánh nặng không thể gánh vác một mình được nữa. Này bạn, tâm trạng của bạn là một tâm trạng tự nhiên và thành thật. Tôi ước mong có thể chia sẻ với bạn về sự mất mát lớn lao này bằng sự giúp đỡ chân thành của tôi. Dĩ nhiên bạn sẽ nghĩ, làm sao tôi có thể an ủi bạn được? Làm sao một người như tôi có thể hiểu được nỗi đau khổ vô vàn của bạn kia chứ? Nhưng bạn hỡi, sự buồn rầu, đau khổ của bạn đã xây dựng trên một hiểu lầm. Vâng, một hiểu lầm tai hại,
Và tôi mong khi hiểu rõ được điều này thì có lẽ bạn sẽ bớt đau khổ hơn. Tôi muốn trình bày cho bạn một quan điểm khác với quan điểm thông thường như sau. Này bạn, sự đau khổ của bạn chỉ là một ảo giác rất lớn do thiếu hiểu biết về những định luật thiên nhiên. Hay nói cách khác là đời sống bên kia cửa tử. Nếu bạn có một sự hiểu biết đúng đắn về sự kiện này, thì có lẽ bạn sẽ không còn đau khổ nữa. Người phương Đông, nhất là người Tây Tạng, đã nghiên cứu về nó qua nhiều thế kỷ và ngày nay khoa học cũng bắt đầu chứng minh được rằng có một đời sống sau khi chết. Các bạn tin có linh hồn hay là có đời sống sau khi chết chứ ạ? À? Cửa tử không còn là một sự bí mật nữa, vì cái thế giới bên kia, cái thế giới đầy bí mật đó đã không còn bí mật nữa. Cái thế giới đó thực sự hiện hữu, là một thế giới tương tự như thế giới hiện nay của chúng ta. Và dĩ nhiên cũng chịu sự chi phối của những định luật trong vũ trụ. Tương tự như những định luật mà chúng ta đã biết. Tôi sẽ giải thích rõ một vài nguyên tắc căn bản. Dĩ nhiên bạn có thể khảo sát thêm nếu muốn. Trước hết, tôi mong bạn hãy ngừng than khóc, vì sự đau thương của bạn chỉ làm hại cho người mà bạn thương mến, chứ không giúp được gì cho người đó đâu. Một khi bạn hiểu rõ điều mà tôi sắp trình bày, thì có lẽ bạn cũng sẽ đồng ý như vậy. Thường thì khi một người thân yêu mất đi, thì chúng ta sẽ rất đau khổ và khóc cạn nước, thậm chí là chúng ta khóc cạn nước mắt luôn đúng không ạ? Và chúng ta xem, à hồi xưa anh thấy có khi là người ta còn thuê người khóc mướn nữa đó. Bởi vì người ta cho là khi mà khóc như vậy thì sẽ thể hiện được sự thương mến, sự thương yêu của mình đối với người kia, đối với người đã mất, và người đã mất sẽ cảm thấy được an ủi. Nhưng theo quan điểm này thì khi mà chúng ta than khóc thì nó sẽ ảnh hưởng đến người kia chứ nó hoàn toàn không có lợi gì cả ạ. Có thể bạn cho rằng điều tôi sắp trình bày chỉ là những lời an ủi hay những dự đoán mơ hồ mà thôi. Nhưng tôi muốn hỏi bạn, sự đau khổ và suy nghĩ của bạn đã được xây dựng trên nền tảng nào? Phải chăng bạn tin tưởng như vậy vì một vài người trong giáo hội của chúng ta đã dạy như thế, hoặc căn cứ trên một vài quyển sách, hoặc trên sự tin tưởng của đa số người trong thời đại này rằng chết là hết, là thiên thu cách biệt, là vĩnh viễn chia tay? Nếu suy nghĩ thật kỹ mà không bị các thành kiến chi phối, bạn sẽ thấy rằng quan niệm đó cũng chỉ là một dự đoán mơ hồ mà thôi. Nếu đọc kỹ Thánh Kinh, bạn sẽ thấy một sự thật rằng theo thời gian đã có nhiều cách giải thích Thánh Kinh khác nhau. Có quan niệm rằng chết là hết, là chấm dứt vĩnh viễn. Đã căn cứ trên sự hiểu biết nào? Sự xây dựng từ thời đại nào? Được xây dựng từ thời đại nào? Quan niệm thiên đàng và địa ngục có từ lúc nào? Phải chăng đó cũng chỉ là những quan niệm như trăm ngàn quan niệm khác? Phải chăng vì đã được nhiều người tin tưởng nên người ta đành chấp nhận mà không đòi hỏi một sự giải thích nào? Nhưng sống và chết là một vấn đề trọng đại, liên quan mật thiết đến đời sống hiện nay. Vì lẽ đó chúng ta không thể chấp nhận nó một cách dễ dãi được. Đây là một vấn đề lớn, đòi hỏi một sự nghiên cứu hết sức thích đáng và phân tích thật cẩn thận. Tôi không đòi hỏi bạn tin tưởng một cách mù quáng đâu. Tôi chỉ muốn trình bày những gì mà chính tôi biết là có thật, dựa theo kinh nghiệm của tôi và những bậc thầy phương Đông mà tôi đã có cơ hội gặp gỡ và học hỏi. Tôi mời bạn cùng quan sát nó. Chào các bạn, chúng ta đang đọc quyển sách Trở Về Từ Cõi Sáng của dịch giả Nguyên Phong. Quyển sách nói về thế giới bên kia cửa tử để chúng ta hiểu thêm. Trước hết, chúng ta hãy tìm hiểu về sự cấu tạo của con người. Khoa học đã cho chúng ta biết khá rõ về thể chất con người, cũng như các hoạt động sinh lý, tâm lý, nhưng vẫn còn một yếu tố khác mà khoa học chưa thể chứng minh.
Đó là cái mà người ta gọi là linh hồn. Các bạn có tin là có linh hồn không ạ? Đây là một danh từ không chính xác lắm, nhưng tôi không muốn đi vào những định nghĩa. Đã từ lâu, các tôn giáo lớn đều đã đề cập một cách mơ hồ rằng con người có một cái gì trường tồn gọi là linh hồn. Và cái này vẫn hiện hữu sau khi thể xác chết đi. Tôi thấy không cần thiết phải dẫn chứng bằng kinh sách này hay lý thuyết kia về sự hiện hữu của linh hồn, cũng như không cần phải dài dòng về các hiện tượng như đầu thai, thần đồng, người chết sống lại kể về thế giới bên kia, vì đã có nhiều sách vở đề cập đến nó rồi. Tôi chỉ mong bạn vững tin rằng linh hồn vốn có thật và đó là một chân lý đúng đắn. Con người là một linh hồn và có thể xác. Thể xác không phải là con người. Nó chỉ là y phục của con người mà thôi. Điều mà chúng ta gọi là chết chỉ là cởi đi một chiếc áo khoác cũ. Đó không phải là một sự chấm dứt. Khi thay đổi y phục, bạn đâu hề thấy mình, bạn chỉ bỏ đi cái áo mà bạn đang mặc đó thôi. Cái áo có thể được cất vào tủ, mang đi giặt ủi hoặc vứt bỏ, nhưng người mặc nó chắc chắn vẫn còn. Bạn thương yêu người ấy, chứ đâu phải thương yêu chiếc áo của người ấy. Có nghĩa là khi một người mất đi, thì linh hồn có nghĩa là bản thân người ấy vẫn còn hiện hữu xung quanh chúng ta. Còn thể xác chẳng qua chỉ là một chiếc áo thôi. Và khi mà chúng ta thấy thể xác của người đó nằm im bất động ở đó, thì đó chẳng qua chỉ là một chiếc áo được để lại. Trước khi có thể hiểu được tình trạng của người mà bạn thương yêu, bạn cần phải hiểu rõ tình trạng của chính bạn. Bạn là một linh hồn bất tử, bất tử vì tinh hoa của bạn vốn có tính chất thiêng liêng. Bởi vì bạn là một phần của một đại thể cao cả hơn nhiều, bạn đã từng sống trong nhiều thế kỷ trước khi mặc bộ quần áo này, bộ quần áo mà hiện nay bạn gọi là xác thân. Bạn đã từng mặc những bộ quần áo khác và bạn sẽ còn mặc nhiều bộ quần áo khác nữa trong tương lai khi bộ quần áo hiện tại đã tan thành tro bụi. Thánh Kinh đã nói, Thượng Đế sinh ra con người từ hình ảnh bất diệt của Ngài. Đây không phải là một giả thuyết hay một sự tin tưởng mà có bằng chứng hẳn hoi. Điều bạn cho là một đời thật ra chỉ là một ngày nhỏ nhoi trong một kiếp sống kéo dài vĩnh viễn thiên thu. Và điều này cũng xảy ra cho người bạn yêu. Tóm lại, người bạn yêu thương không hề chết, không hề mất đi, mà chỉ cởi bỏ bộ áo của họ mà thôi. Quyển sách này có tích hợp quyển bên kia cửa tử ạ. Ngoài bên kia cửa tử ra thì còn các quyển. Bây giờ là mình đang đọc bên kia cửa tử đấy ạ. Và tiếp theo là sẽ có quyển trở về từ cõi sáng, là lời kể của một nhân vật. Những người chết sống lại, áp lực vật chất đối với những người vừa từ trần và dẫn nhập tử thư Tây Tạng. Bạn đừng tưởng người chết chỉ như một luồng hơi, không có hình dáng chi cả, hoặc thua kém lúc còn sống về một điểm nào đó. Cách đây nhiều thế kỷ, Thánh Paul đã nói, có một cái thể vật chất và có một cái thể tinh thần. Nhiều người đã hiểu lầm mà cho rằng những thể đó nối tiếp nhau, chứ không hiểu rằng chúng ta đều có cả hai thể đó trong cùng một lúc. Cái thể vật chất đó chính là cái xác thân mà bạn đang thấy, và cái thể tinh thần kia chính là cái mà bạn không thấy, thường được gọi là linh hồn. Dạ, cảm ơn bạn ạ. Cảm ơn bạn đã lắng nghe, cảm ơn các bạn đã dành ra buổi sáng như thế này để cùng nhau chia sẻ về một đề tài. Có lẽ là sẽ có bạn tin, cũng có bạn không tin, thì chúng ta cứ tham khảo thôi. Bởi vì nhu cầu tìm hiểu về linh hồn, về tâm linh là một nhu cầu rất là, nghĩ là rất là nhiều, đúng không ạ? Cảm ơn Kim Nguyễn ạ.
Khi bạn bỏ thân xác thì bạn giữ lại cái thể tinh thần kia. Nếu bạn đồng ý hay tạm thời đồng ý về quan điểm này, thì chúng ta sẽ có thể đi tiếp nhé. Nếu bạn biết rằng chẳng phải khi chết bạn mới cởi bỏ bộ áo đó, mà ngay khi ngủ, bạn cũng tạm thời cởi bỏ nó và đi vẩn vơ trong một cõi giới khác, trong cái thể tinh thần của bạn. Dĩ nhiên khi tỉnh dậy thì bạn lại mặc vào bộ áo thể xác đó, trong khi người chết thì không còn mặc lại bộ quần áo đó được nữa. Vì sự cấu tạo và rung động nguyên tử của hai cõi vốn khác nhau, nên cõi nào chỉ có thể nhìn được cõi đó mà thôi. Giống như cõi người thì chúng ta nhìn thấy người khác, còn cõi kia sẽ nhìn thấy giữa những người trong cùng một cõi với nhau. Đôi khi tỉnh dậy, bạn mơ hồ như mình có thấy một cái gì đó. Dĩ nhiên nó đã bị thay đổi rất nhiều bởi sự sắp xếp qua lại ký ức, và bạn gọi điều này là chiêm bao. Hiện nay có nhiều quan niệm về đời sống sau khi chết, một số dựa trên những tin tưởng có từ thời Trung Cổ, như sự trừng phạt đời đời kiếp kiếp trong cảnh địa ngục chẳng hạn. À, đọc tới đây Ngân nhớ tới một câu có nói là thực tế không có địa ngục mà địa ngục ở chính trong tâm của mỗi người. Có nghĩa là khi mà chúng ta mất đi ở thế giới bên kia thì chúng ta sống bằng tâm tưởng, mà ở cái tâm tưởng đó khi chúng ta vẫn còn những tham sân si, chúng ta vẫn còn tham luyến những cái vật chất trong đời sống của con người, những cái yêu thương, những cái tài sản, thì có khác gì mà chúng ta lại không có được những điều đó, tại vì ở thế giới bên kia thì chúng ta sẽ không sở hữu được vật chất. Thì có khác gì chúng ta đang sống ở địa ngục không? Và cũng giống như vậy, có rất nhiều người đang sống ở gọi là địa ngục trần gian, là sống trong kiếp sống này, nhưng mà chúng ta vì những cái tham luyến mà chúng ta đau khổ. Dĩ nhiên ngày nay không mấy ai còn tin như vậy nữa, nhưng vài thế kỷ trước nó là cả. Hồi nãy đang nói về đời sống địa ngục à, các bạn, sự trừng phạt đời đời kiếp kiếp trong cảnh địa ngục. Dĩ nhiên là ngày nay chúng ta không mấy ai còn tin vào điều đó nữa, nhưng vài thế kỷ trước nó là cả một sự đe dọa khủng khiếp. Những điều này đã được một số giáo sĩ lúc đó lợi dụng triệt để vì quyền lợi riêng. Họ đã biến cải những giáo lý đầy nhân từ bác ái của Đức Giêsu thành một thứ pháp luật khắt khe tàn ác để đe dọa những người hiền lành dốt nát. Theo đà tiến bộ của thế giới, người ta hiểu rằng cái quan niệm đó không những vô lý, xúc phạm đến danh dự của giáo hội, đến giáo lý cao đẹp của Đấng Cứu Thế, mà còn buồn cười nữa. Nếu bạn hiểu rằng một số tu sĩ chỉ vì nóng lòng muốn củng cố quyền lực, cũng như quyền lực đã cố tình giảng giải một cách sai lạc, khiến các chân lý giản dị cao đẹp trở nên phức tạp khó hiểu, họ đã dựa vào những tín điều phi lý vô căn cứ mà nói rằng thế giới này được cai trị bởi một đấng thần linh không muốn ai làm trái ý mình. Và đáng tiếc thay, một điều hiển nhiên và rõ ràng như vậy mà đến nay vẫn dường như mơ hồ. Thế giới bên kia cửa tử phải tuân theo những định luật. Và những định luật mà ngày nay chúng ta biết được đó là những định luật về sự nhân từ, từ bi và bác ái. Vẫn có những người tiếp tục nói với chúng ta về một thiên quốc rất xa, về những ngày phán xét rất ghê gớm, về những sự trừng phạt đời đời kiếp kiếp. Còn chuyện xảy ra hiện nay thì ít khi đề cập đến. Và chúng ta tin rằng những sự tin tưởng mù quáng một thời
thì nay đã qua rồi. Chúng ta đang sống ở thời kỳ khoa học và không chấp nhận những ý tưởng vu vơ, hoàn toàn trái với lý thuyết khoa học, cũng như trái ngược với những lời dạy bảo đầy bác ái, nhân từ, sáng suốt của đấng cứu thế. Chúng ta là những linh hồn đang sống trong cõi vật chất và chỉ biết đến những sự kiện liên quan đến cõi vật chất này mà thôi. Chúng ta đang tìm hiểu quyển sách Trở về từ cõi sáng của dịch giả Nguyên Phong. Nghĩa là cái tựa đề của quyển sách là Trở về từ cõi sáng, là lấy tựa đề của một quyển sách khác, nhưng mà trong quyển này nó sẽ được tích hợp của nhiều quyển sách, mà quyển mà chúng ta đang đọc đó là Bên kia cửa tử, nằm trong quyển Trở về từ cõi sáng của tác giả Nguyên Phong, mà phần chúng ta đang đọc là Trở về từ bên kia cửa tử ạ. Tất cả mọi sự hiểu biết của chúng ta đều dựa trên những giác quan của thể xác, nhưng các giác quan này thì bất toàn. Thí dụ, chúng ta có thể thấy được những vật thuộc thể lỏng hay thể rắn, nhưng không thể thấy được thể hơi, mặc dù chúng ta biết rằng thể hơi hiện hữu. Có những người chỉ tin vào những điều mắt thấy tai nghe thôi các bạn. Nhưng chúng ta cũng phải đồng ý là có những thứ chúng ta biết là nó đang hiện hữu, nhưng chúng ta không thể nhìn thấy được, giống như không khí vậy á. Hiển nhiên, nếu có những thể khác thanh nhẹ hơn thể hơi thì làm sao chúng ta có thể thấy được? Tóm lại, vì giác quan của chúng ta bất toàn mà chúng ta không thấy được một số dữ kiện. Tuy nhiên, chúng ta không thể kết luận vì không thấy được mà chúng không hiện hữu. Người phương Đông đã ý thức được điều này từ lâu qua các công phu tu luyện đặc biệt mà nhiều người cho là phi thường. Thật ra nguyên lý của nó rất giản dị. Người nào biết rèn luyện tinh thần, biết cách phát triển những khả năng tinh thần, phát triển các giác quan của tinh thần thì họ sẽ có các quyền năng về tinh thần. Và trong đời sống thật của chúng ta, có lẽ là đâu đó các bạn cũng sẽ thấy có những người bình thường như chúng ta đã có những năng lực tuyệt vời đó, chẳng hạn như là thông qua thiền, hoặc là nghiên cứu về, tìm hiểu và đi về thế giới tâm linh một thời gian, chúng ta sẽ phát triển được những cái giác quan vượt xa những giác quan của con người. Nếu bạn biết rằng thể tinh thần cũng giống như thể vật chất, có nghĩa là thể xác đó ạ, đều có những giác quan riêng biệt, thì bạn sẽ hiểu điều tôi nói. Nếu thể xác có thị giác thì thể tinh thần cũng có thị giác, nhưng đây là một thứ thị giác đặc biệt, có thể nhìn thấy những cái mà nhãn quan của thể xác không nhìn thấy được. Người Tây Tạng gọi quyền năng này là thần nhãn hay là con mắt thứ ba. Sách vở Huyền Môn Tây Tạng nói rõ rằng thể tinh thần có những giác quan tương ứng với những giác quan của thể xác, nhưng bao trùm một giới hạn bao la, rộng rãi hơn nhiều. Các giảng sư Tây Tạng gọi đó là các năng khiếu mà con người có thể sử dụng được nếu họ biết cách chủ trị tinh thần, khai thác các giác quan này. Dĩ nhiên, những người đã khai mở những quyền năng đó có thể ý thức được nhiều điều mà người ta không thể biết được. Chính nhờ khai mở được các giác quan đặc biệt này mà các danh sư Tây Tạng đã nghiên cứu về đời sống ở cõi giới bên kia cõi giới mà chúng ta thường gọi là cõi chết hay bên kia cửa tử. Họ xác định rằng chết không phải là sự chấm dứt của kiếp sống, mà chỉ là một bước đi từ giai đoạn sống này qua giai đoạn sống khác. Xác thân phục vụ tinh thần và là một phương tiện liên lạc với cõi trần. Nếu không có xác thân thì phần tinh thần không thể liên lạc với cõi trần được, và vì thế dĩ nhiên không thể ảnh hưởng hoặc thọ lãnh ảnh hưởng của nó. Cõi trần là một trường học hết sức quan trọng để linh hồn học hỏi kinh nghiệm, và những điều học hỏi được đều lưu trữ trong ký ức tâm linh, một thứ ký ức vô giới hạn. Chỉ riêng ở cõi trần, người ta mới có thể thực sự học hỏi và áp dụng hay thực hành những điều đã học. Ở những cõi giới khác,
Vì sự cấu tạo của nguyên tử quá thanh, quá nhẹ, nên việc học hỏi chỉ có tính cách lý thuyết chứ không thể thực hành được. Không có cái chết, chỉ có sự thay đổi. Chỉ có sự thay đổi cõi sống. Xin chào các bạn. Chào Thanh Trương, chào... Không đọc được. Điều chúng ta cần biết là những người mà ta cho rằng đã chết thực ra không hề chết, không hề xa lìa chúng ta. Vì một lý do mơ hồ mà người ta tin rằng chết là chấm dứt, là chia ly, sau đó linh hồn hoặc được lên thiên đàng hoặc xuống địa ngục, rồi ở đó vĩnh viễn. Các bạn có tin là có luân hồi không ạ? Có nghĩa là chúng ta đã trải qua nhiều đời, nhiều kiếp rồi á. Nếu như bạn nào tìm hiểu về tâm linh thì có lẽ sẽ dễ dàng chấp nhận điều này, đúng không? Cũng giống như là những người mà chúng ta gặp trong đời sống hiện tại là vì một nhân duyên nào đó. Kể cả những người giúp đỡ chúng ta hay là những người cản đường chúng ta. Và một khi mà chúng ta hiểu rõ, chúng ta chấp nhận điều đó thì đời sống của chúng ta sẽ dễ dàng hơn. Chúng ta biết chấp nhận, biết yêu thương cả những người khác mình. Tác động của Thượng Đế chắc chắn vô cùng huyền diệu, nhiều khi chúng ta không thể hiểu được, nhưng không bao giờ trái ngược với các định luật của thiên nhiên. Nghĩa là chúng ta có thể quyết định được cuộc sống của mình, mà chúng ta còn có thể quyết định được đời sống kiếp sau của chúng ta nữa thông qua cách sống của kiếp này. Khi một người cởi bộ áo choàng ra thì họ vẫn đứng ở chỗ cũ, chứ nào có thể biến mất được. Hình dáng của họ thay đổi phần nào, nhưng chắc chắn họ không thể phút chốc biến ra người khác được. Vì thể xác đã bỏ lại nên bạn không còn thấy người đó nữa, mà chỉ thấy cái thể xác bất động nằm đó thôi. Nhưng điều này không có nghĩa là người bạn yêu thương đã đi xa rồi. Khoa học đã chứng minh rằng mắt của chúng ta chỉ đáp ứng được với một số rung động tối thiểu trong vũ trụ. Nếu sử dụng các dụng cụ tinh vi hơn, người ta có thể nhìn thấy như tia hồng ngoại, tia tử ngoại, vân vân. Nếu bạn tin rằng các giác quan của thể xác đã giúp bạn cảm nhận được những vật chất cấu tạo bằng nguyên tử của cõi hồng trần, thì các giác quan của thể tinh thần cũng sẽ giúp bạn cảm nhận được các nguyên tử cấu tạo bởi cõi đó. Nhờ xúc giác, chúng ta có thể sờ mó các vật chất của cõi trần. Thì một thứ xúc giác đặc biệt của thể tinh thần cũng giúp chúng ta sờ mó được các vật chất cấu tạo bởi nguyên tử cõi này. Bạn đừng nghĩ rằng cõi tinh thần đó nằm ở đâu xa xôi. Thực ra nó và cõi trần này ở cùng một chỗ, chiếm cùng một vị trí trong không gian và thời gian. Nhưng vì cấu tạo bởi các nguyên tử khác nhau nên người ta không cảm nhận được. Quy tắc của điều mà khoa học gọi là chiều không gian hiển nhiên đã vén lên một phần của bí mật này. Dĩ nhiên ngoài cõi tinh thần còn nhiều cõi giới khác nữa, nhưng điều đó không quan hệ đến chúng ta hiện nay. Tóm lại, người mà bạn tưởng đã đi xa rồi, thật ra vẫn ở bên cạnh bạn và có thể đứng sát kề vai với bạn nữa kia. Dĩ nhiên bạn còn mặc một tấm áo choàng dày, còn người kia thì đã cởi bỏ chiếc áo đó rồi. Do đó bạn không còn nhìn thấy người ấy nữa, nhưng người ấy vẫn nhìn thấy bạn vì sự rung động của các nguyên tử ở cõi bên kia thanh nhẹ hơn nên có thể nhìn thấy được nhiều hơn. Chúng ta không nhìn thấy được những người ở cõi bên kia, nhưng mà đâu đó những người thân của chúng ta khi mà mất đi mà linh hồn của họ vẫn còn hiện hữu bên cạnh chúng ta thì vẫn có thể nhìn thấy được chúng ta, bởi vì sự rung động của các nguyên tử ở cõi bên kia thì thanh nhẹ hơn,
cho nên là những người thân của mình có thể nhìn thấy được chúng ta. Trong khi ngủ, bạn tạm thời cởi bỏ bộ áo vật chất này ra. Bạn và người đó có thể tiếp xúc với nhau dễ dàng. Vì đa số mọi người thiếu sự chuẩn bị và công phu hàm dưỡng tinh thần, nên vẫn luôn luôn có một khoảng cách giữa tri thức của thể xác và thể tinh thần. Do đó, họ không thể nhớ lại được việc làm của thể tinh thần trong giấc ngủ. Giống như là khi chúng ta mơ á, chúng ta ngủ mà chúng ta nằm mơ á, xong rồi khi chúng ta thức dậy thì chúng ta sẽ không nhớ được nữa, hoặc có nhớ thì nó cũng sẽ bị lộn xộn bởi cái sự sắp xếp của những cái ký ức. Hiển nhiên nếu chúng ta có thể nhớ trọn vẹn thì sự chết đâu còn nữa. Một số đạo sư phương Đông đã tập luyện được công phu gìn giữ cái trí nhớ liên tục này mà giao tiếp với cõi tinh thần trong giấc ngủ hoặc khi hành thiền. Dĩ nhiên, đôi lúc cũng có người nhớ lại vài chi tiết trong lúc ngủ, nhưng họ thường kết luận đó là chiêm bao vô giá trị. Một người biết đoán điềm, giải mộng có thể nói cho họ biết nhiều điều lý thú mà họ không ngờ. Nên là có cái ngành khoa học mà giải mã những giấc mộng, những cái chiêm bao đó các bạn. Đối với những người có thân quyến vừa lìa đời, nếu họ ngủ được một giấc thoải mái thì khi tỉnh dậy họ đều có cảm giác an tĩnh, phúc lạc như vừa được gần người thương yêu. Điều này không lạ gì vì hiển nhiên họ đã tiếp xúc được với người thân trong giấc ngủ. Nếu bạn biết rằng cõi trần của chúng ta là cõi thấp và cõi bên kia cửa tử vốn cao hơn. Hiển nhiên cõi cao bao trùm cõi thấp theo định luật thiên nhiên. Ở cõi tinh thần, người ta có thể nhớ lại rất rõ ràng các chuyện đã xảy ra trong cõi trần. Cũng như thế, khi ngủ, người ta có thể hồi tưởng được nhiều chuyện đã quên từ lâu rồi. Vì không còn bị cản trở bởi các chướng ngại thuộc thể xác. Khi thức giấc, con người khoác lấy bộ áo vật chất, ký ức bị chi phối bởi các ảnh hưởng thể xác. Nó che khuất các linh năng cao hơn, nên ít ai nhớ được điều gì rõ ràng. Các danh sư Tây Tạng chỉ dẫn rằng nếu muốn truyền đạt tin tức cho người quá cố, bạn có thể giữ trong tư tưởng điều bạn muốn nói, chuyện đó sẽ xảy ra. Tuy nhiên, bạn nên biết rằng ở cõi tinh thần, người ta có thể đọc được tư tưởng của người sống. Nếu người quá cố vẫn còn lẩn quẩn gần đó, thì họ có thể đọc được tư tưởng của bạn rất là dễ dàng. Ở cõi tinh thần, người ta không rảnh rỗi ngồi không đâu, mà họ có những việc khác để thi hành. Do đó, nếu có thể, bạn không nên làm rộn đến họ. Còn khá dài. Các bạn nào có thể xem giùm Ngân là chúng ta đã trò chuyện bao lâu rồi không ạ? À? Ngân không nhìn được đồng hồ. Sợ làm mất quá nhiều thời gian của các bạn á. Nếu mà các bạn muốn tìm hiểu, các bạn tin và muốn tìm hiểu thì các bạn có thể tìm đọc quyển sách Trở Về Từ Cõi Sáng. Thật ra quyển sách này hình như là có audio audiobook luôn ạ. Và có file PDF luôn. Còn nếu các bạn thích đọc sách giấy thì các bạn có thể tìm mua quyển sách này. Cảm ơn Hà Mỹ Chi. Xem Dùng Ngân mình đã trò chuyện bao lâu rồi ạ? À? Mình có khoảng 30 phút thôi. Ở đây thì chúng ta mới vừa tìm hiểu quyển sách, tìm hiểu một phần ở trong bên kia cửa tử thôi. Bởi vì cái hay nhất của quyển này, cái tựa đề của quyển này á, Trở Về Từ Cõi Sáng, thì đó là một cái câu chuyện kể. Và cái câu chuyện thì nó khá là dài, và Ngân không thể nào mà đọc nửa câu chuyện rồi ngưng thì nó cũng không đến đâu cả. Nên Ngân đã chọn đọc một phần khác để mong rằng có thể truyền đạt đến các bạn những thông điệp nó được trọn vẹn đó.
33 phút rồi ạ. Có lẽ là chúng ta nên kết lại tại đây rồi. Chúng ta sẽ đọc cái đoạn này để kết thúc lại buổi chia sẻ ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào Thúy Hà. Cảm ơn Thúy Hà, cảm ơn Thứ Huỳnh. Tôi muốn nhân dịp này đề cập đến tâm trạng của những người vừa cởi bỏ áo vật chất, vì đây là một điều hết sức quan trọng. Có nghĩa là tâm trạng của những người vừa mới từ giã cái cuộc sống vật chất mà chúng ta đang thấy đó ạ. Dĩ nhiên khi vừa qua đời, ai cũng hoang mang, hốt hoảng vì sự thay đổi đột ngột, bất ngờ. Tuy nhiên, nếu khóc than thảm thiết, thì chúng ta chỉ làm cho người đó thêm bối rối, đau khổ, quyến luyến mà thôi. Khi từ bỏ bộ áo vật chất, các giác quan thể xác đã hư hoại. Người bạn yêu không thể sử dụng ngũ quan như nhìn, nghe, ngửi, nói hay sờ mó được nữa, và không thể biết được những sự kiện xảy ra trên cõi trần. Tuy nhiên, các giác quan của thể tinh thần từ lâu vẫn bất động, bỗng được kích hoạt và dần dần trở nên linh hoạt. Chỉ một lúc sau, họ bắt đầu nhận thức ít nhiều về các sự kiện xảy ra xung quanh. Từ lúc chết bình tĩnh, tùy lúc khi mà mất đi á, thì người đó bình tĩnh hay là hốt hoảng, đau khổ hay là thoải mái, mà các giác quan của thể tinh thần sẽ hoạt động nhanh hay chậm. Có khi vì quá xúc động mà các giác quan này bị tê liệt, không hoạt động được nữa. Hiển nhiên người chết sẽ không ý thức được gì mà cứ mơ mơ màng màng như người say ngủ. Cũng có trường hợp các giác quan này hoạt động ngay, khiến người chết có thể đọc được tư tưởng của người thân, biết họ sung sướng hay đau khổ khi mình lìa bỏ bộ áo vật chất. Cho nên là nếu như mà người thân yêu của chúng ta cũng yêu thương chúng ta, thì chắc chắn họ sẽ không muốn là chúng ta đau khổ trước sự mất đi của họ. Họ sẽ muốn chúng ta sống hạnh phúc, an vui trong cõi đời này, để họ có thể yên tâm mà thi hành những công việc ở thế giới bên kia. Sự khóc lóc than van có thể làm người chết hoảng hốt, lo lắng, luyến tiếc, đúng vào lúc họ cần phải bình tĩnh hơn bao giờ hết để thích hợp với hoàn cảnh mới. Tâm trạng người chết khi đó ở giữa hai cảm giác kỳ lạ: cảm giác trước sự kiện vật chất đang dần dần tan biến và cảm giác trước các sự kiện mới lạ đang bắt đầu thành hình vì các giác quan mới bắt đầu hoạt động. Khi linh hồn lìa khỏi thể xác, nó tạo ra một thay đổi trong bộ óc, khơi động cuốn phim ký ức vẫn chứa đựng trong tiềm thức. Tất cả mọi chuyện buồn hay vui, thành công hay thất bại, danh vọng, giàu sang hay nghèo đói khổ sở, các hậu quả mà họ nhận lãnh, nguyên nhân mà họ gây ra, nỗi đau khổ, sự đam mê, hành vi tội lỗi cũng như lòng quả cảm hy sinh đều lần lượt hiện ra trong tâm thức họ một cách rõ rệt. Đây là giai đoạn hết sức quan trọng vì nó quyết định số phận người chết trên đường tiến hóa tâm linh. Còn dài lắm luôn á. Cuối đường của sự sống là cánh cổng mở ra cõi vĩnh hằng. Có lẽ là chúng ta sẽ phải nói lời tạm biệt tại đây. Những bạn xem livestream cho đến giờ phút này thì Kim Ngân nghĩ là các bạn cũng sẽ một phần nào tin vào thế giới mà chúng ta sau khi mà chúng ta mất đi, đúng không ạ? Và khi mà tìm hiểu về thế giới tâm linh thì sẽ có những điều mà chúng ta sẽ nhận ra trong cuộc sống hiện tại chúng ta nên làm gì, và đâu đó chúng ta sẽ tìm hiểu được, chúng ta sẽ biết được
ý nghĩa của cuộc sống mà chúng ta đang sống, để chúng ta từng ngày trôi qua thật giá trị. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành thời gian theo dõi. Đó cũng là một cái duyên mà chúng ta có thể gặp nhau. Chúc cho các bạn có một tuần mới làm việc, học tập thật là hiệu quả. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều.